Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 562, luyện hóa kịch độc. Ma Thiên Cương vừa cầm chặt song đao, đã cảm thấy một cơn mê muội khó nói nên lời ập tới. Đây là tác dụng phụ của vạn độc xuyên tâm. Gã cười khổ một tiếng, lại vội vàng lấy một viên thanh mục hồi xuân đan và một viên thanh mục bổ nguyên đan từ bên trong túi trữ vật ra, nhanh chóng nuốt vào. Thanh mục hồi xuân đan có thể bổ sung pháp lực còn thanh một bổ nguyên đang có thể ức chế độc tính Vạn độc xuyên tâm chính là bí thuật của ngũ độc môn Có thể kích thích tiềm năng của người thi triển nói Cũng như câu nói Với ngươi là thạch tính Với ta lại là thuốc hay Chỉ cần vận dụng thỏa đáng Bất cứ loại kịch độc nào cũng có thể hóa thành thuốc hay Uống thuốc xong Ma Thiên Cương nhắm mắt xuống Tâm trạng đã bình tĩnh lại Bắt đầu điều tức chữa thương Cả cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang khôi phục độc tính cũng bị ức chế dần dần khôi phục được một tia lực lượng đến đây ánh mắt ma thiên cương lại mở to đầy nặng nề qua trận đấu chớp nhoáng vừa nãy gã chợt nhận ra rằng thực lực của lý thủy đạo kia đã vượt xa dự đoán của mình rồi thậm chí còn phải nói là trong bao nhiêu năm qua gã chưa bao giờ gặp phải một đối thủ tỉnh táo như vậy lý thủy đạo kia giống như một ngọn núi băng cao cao tại thượng không thể vượt qua một mực đứng ở trên cao đưa mắt nhìn xuống gã bên dưới bao quát hết thảy mọi thứ xung quanh mỗi một kiếm hắn xuất ra đều mang mục đích cả tựa như hắn có thể thấy rõ ý đồ của ma thiên cương khiến cho mỗi một kiếm đánh đến đều có thể nhắm trúng chỗ hiểm trên người gã cũng bởi vậy trong lúc chiến đấu ma thiên cương luôn cảm nhận được đủ loại hạn chế đủ loại uất nghẹn một thân thực lực nhưng không thể thoải mái phát huy nó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến gã không thể không vận dụng vạn độc xuyên tâm thậm chí đã vận dụng vạn độc xuyên tâm rồi cũng không thể địch nổi đối phương lại nói từ khi tu vi của ma thiên cương có thành tựu tới nay gã chưa bao giờ gặp phải một đối thủ nào như vậy loại tư duy tỉnh táo không gì sánh kịp này làm gã không thích ứng được không đúng lý thủy đạo kia không nên bình tĩnh như vậy bởi vì không một người nào đã trúng phải huyết độc còn có thể duy trì được tỉnh táo đây cũng là nguyên nhân khiến ma thiên cương chưa bao giờ gặp phải đối thủ bình tĩnh phải biết rằng, ngoại trừ ba đại tuyệt chiêu cực kỳ mạnh mẽ kia ra, huyết thực độc trưởng, do ma thiên cương sáng tạo còn mang theo hiệu quả của huyết thực chi độc. Loại độc tố này có thể làm cho tim người khác đập nhanh, huyết dịch sôi trào, hoàn toàn mất đi lý trí. Nói tóm lại, dù đối phương có bình tĩnh đến cỡ nào thì một khi trúng phải huyết thực kịch độc, đều mất đi khả năng duy trì tư duy tỉnh táo, càng đừng nói đến chuyện bình tĩnh như một ngọn núi băng. Bởi vậy, chỉ có duy nhất một cách giải thích cho tình huống này đó là lý thủy đạo kia vốn không e ngại huyết độc của gã để không e ngại huyết độc của gã thì hoặc là đối phương dùng ít độc châu tới chống lại độc tính hoặc là đối phương đã sớm thấy rõ độc tính của huyết độc nên dứt khoát điều chế giải dược từ trước rồi ma thiên cương tỉnh táo suy tư nếu như đối phương có thể phá giải huyết độc của gã như vậy khẳng định là sau lưng đang có người trợ giúp hắn được rồi không cần biết sự thật như thế nào thì chuyện đầu tiên gã cần phải làm chính là đi xử lý xong tác dụng phụ của vạn độc xuyên tâm trên người mình lúc này kịch độc vạn độc xuyên tâm chỉ bị áp chế còn chưa chính thức giải trừ nếu kéo dài quá lâu dư độc không tiêu sẽ tạo thành tổn hại đối với căn cơ đạo pháp cũng may trong túi trữ vật của gã có một viên hóa huyết ma đan tuy hóa huyết ma đan không phải đang dược chữa thương nhưng nó có thể bổ sung rất nhiều tinh hoa huyết khí cho một người phải biết rằng, ma thiên cương có thể lợi dụng huyết thực chi thuật tới cắn nuốt vạn độc trong thiên hạ, nhưng cái giá phải trả chính là tiêu hao huyết khí của bản thân. Hiện giờ gã đang muốn dùng huyết khí của bản thân tới hóa giải dư độc còn sót lại của vạn độc xuyên tâm, sau đó sẽ phục dụng hóa huyết ma đang để bổ sung huyết khí. Làm như vậy, chẳng những khí huyết trong cơ thể gã không rơi vào tình trạng cạn kiệt, ngược lại chờ huyết thực kịch độc thôn vệ xong dư độc, uy lực của nó còn có thể gia tăng thêm một bước đây cũng là nguyên nhân gã muốn mua hóa huyết ma đan. Bây giờ, cần tìm một chỗ bí ẩn, mau chóng phục dụng hóa huyết ma đan, đồng thời thôn phệ vạn độc. Ma thiên cương vỗ vỗ túi cổ, một con rết cực lớn trực tiếp xuất hiện trước mặt gã. Con rết này có thân hình khổng lồ, dài đến mấy trượng, lân giáp lóe lên một mảnh hào quang màu đỏ như máu, tựa như một con cự long khủng bố kinh người. Ma thiên cương nhảy lên đầu con rết, cái đầu con rết to như cối say gã lập tức khoanh chân ngồi xuống cố gắng hết sức để bình ổn huyết khí trên người mình con rết trăm chân mau lẹ như gió thân thể con rết được bao trùm bởi một tầng lân giáp cứng rắn mỗi một đốt đều tản ra khí tức hung sát thân thể to lớn của nó nhanh chóng xuyên qua ngọn núi trước mặt lại dễ dàng vượt qua những dãy núi lớn và hẻm núi thâm sâu trong quá trình con rết nhanh chóng tiến lên ma thiên cương có thể cảm nhận được phong cảnh xung quanh đang vùng vùng biến hóa ngọn núi cao vút trong mây và cánh rừng rậm nhanh chóng hiện ra trước mắt gã, gã cố ý điều khiển con rết, chạy thẳng vào một cánh rừng rậm trong núi, nhất là những tòa sơn cốc thâm sâu kia. Chỉ ngắn ngủi một nén ngang sau, con rết cực lớn ấy đã tìm được một cái sơn động trong một sơn cốc vô danh. Cửa vào sơn động rất bí mật, bên trong tối om mà thần bí, tản ra từng luồng hơi thở tĩnh mịch. Ma Thiên Cương tiến vào huyệt động, tìm thấy một nơi rộng rãi, bắt đầu đã tỏa bế quan. Cả tĩnh tâm ngưng thần, toàn thân tản ra một luồng hào quang màu đỏ như máu, huyết khí phun trào, phản phất như một con long xà màu máu đang dạo chơi trong cơ thể. Lúc này, vạn độc ở trong trái tim của gã đang bị huyết thực chi thuật thôn phệ làm cho huyết độc tinh hoa càng thêm bá đạo. Nguồn tại, rất nhanh, sắc mặt của ma thiên cương đã biến thành trắng bệch như tờ giấy, đây là dấu hiệu cho thấy huyết khí đã tiêu hao quá nhiều. Tuy ma thiên cương chính là người khai sáng ra, huyết độc nhưng gã lại không phải tu sĩ tu luyện huyết đạo ma công, có thể nói là trong tay cực kỳ khuyết thiếu thủ đoạn bổ sung huyết khí. Chính bản thân gã cũng ý thức được điểm thiếu sót của bản thân trên phương diện bổ sung huyết khí, vì vậy, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên hóa huyết ma đan. Nghe nói, viên đan dược này được luyện chế từ tinh huyết toàn thân của một con nhị gia yêu thú, có hiệu quả bổ sung huyết khí cực mạnh. Ma Thiên Cương dứt khoát bỏ viên hóa huyết ma đan kia vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Đan dược nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng ấm áp cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể của gã lực lượng của đan dược và huyết thực chi thuật dung hợp lẫn nhau một luồng nhiệt lưu trực tiếp tản ra từ bên trong đan dược lại nhanh chóng dung nhập vào trong máu của ma thiên cương gia tốc quá trình vận chuyển huyết khí không ngừng bổ sung tinh huyết cho cơ thể gã trong huyệt động tràn ngập khí tức huyết tinh nồng đậm ma thiên cương dần dần bị quang mang màu huyết hồng bao vây ánh mắt gã trở nên ác liệt mà sắc bén tựa như một con thú vương khát máu đột nhiên gương mặt ma thiên cương biến sắc huyết khí vốn đang quay cùng trên khuôn mặt đột nhiên bột phát ra một tầng tử khí nồng đậm một luồng lực lượng u ám tịch mịch vừa bùng nổ ngay khu vực trung tâm trong cơ thể gã ánh mắt vốn sắc bén kia lập tức bị nổi hoảng sợ đi kèm với kinh hãi khó tin thay thế luồng lực lượng u ám tịch mịch vừa bùng nổ kia lập tức lan tràn ra ngoài phủ lên luồng huyết khí đang quay cùng trên mặt gã một tầng tử khí nồng đậm tử khí càng ngày càng dày Ánh mắt gã cũng dần dần mất đi vẻ sắc bén ban đầu, nỗi sợ hãi khuếch tán, kinh ngạc đến không sao tin nổi. Đây là u minh hàng độc, đây là cương thi độc, cũng là kịch độc tử vong. Thì ra bên trong viên hóa huyết ma đan kia lại ẩn giấu một cái bẫy cực lớn. Hiện giờ luồng lực lượng tử tịch kia đang bộc phát ngay trong trái tim ma thiên cương, trực tiếp cướp đi tia sinh cơ yếu ớt của gã. Ma thiên cương dốc hết toàn lực tới chống cự luồng lực lượng tĩnh mịch ấy thậm chí còn không tiếc tiêu hao tu vi của mình khí tức trên người gã nhanh chóng suy sụp gã có cảm giác trái tim mình đau thắt như bị một bàn tay vô hình nắm chặt không thể đập được bình thường hô hấp trở nên khó khăn cả người úa héo như bị một luồng tử vong chi khí bao phủ ma thiên cương hiểu luồng lực lượng u ám này đang ăn mòn thân thể và linh hồn của gã trực tiếp dẫn gã đi đến ranh giới tử vong gã dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi sự trói buộc của luồng lực lượng này nhưng hết thảy đều vô dụng. Cả cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng tiêu tan đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cả hiểu, mình sắp phải đối mặt với vận mệnh tử vong rồi. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, đột nhiên trong huyệt động lại truyền đến những tiếng loạt xoạt, tựa như âm thanh của vô số những cái chân trên mình con rết khổng lồ kia đang đi tới. Ma Thiên Cương cười khổ không thôi, cả ý thức được rằng tình huống hiện tại. Có lẽ ngày hôm nay gã không thể trốn thoát được vận mệnh sẽ bị con rết đồng tham của mình cắn nuốt đồng tham phản vệ chính là kết cục của gã hay cho một viên đang dược giết người nói đến cùng gã đã ngây thơ mà trúng kế của lý thủy đạo rồi nhưng đừng tưởng chuyện này thế là xong rồi gia tộc sẽ báo thù cho ta cái đầu rết cực lớn vừa thò ra từ trong bóng tối hàm rết lóe lên một mảnh hàng quan sắc bén ma thiên cương chăm chú nhìn vào cái miệng khổng lồ trước mắt vào khoảnh khắc sinh tử này, trên mặt gã hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ tràn ngập quốc ức, không cam lòng, cùng với hận ý ngập trời. Ngay vào thời điểm con rết kia sắp sửa cắn nuốt ma thiên cương, đột nhiên một nữ tử mặc đồ đen lại xuất hiện bên cạnh gã. Mái tóc đen của nàng như một thác nước rối tung, bộ y phục bằng tơ lụa màu đen trên người càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Trong tay nữ tử nọ đang cầm một thanh bạch cốt khô lâu đao, trên thân đao có một tầng huyết tương nồng đậm bóng dáng nàng lóe lên u quang trong bóng đêm giống như một vị sứ giả đến từ u minh giới nàng không chút do dự trực tiếp vung thanh bạch cốt khô lâu đao trên tay tới một đao chặt đứt đầu rết chỉ trong nháy mắt thân thể con rết ấy đã sụp đổ hóa thành một đống xương vụn rơi lả tả dưới đất nữ nhân kia quay đầu nhìn đung nhang của nàng tuyệt mỹ như tiên làn da nàng trắng nõn như tuyết đôi mắt nàng như hai vì sao lấp lánh cánh môi hồng hàm răng trắng tỏa ra hương thơm mê người. Nhưng, ngay trong nháy mắt Ma Thiên Cương đang nhìn chăm chú vào nàng, nữ nhân kia lại đột nhiên há miệng, phun ra một mụng khói đen. Khói đen tràn ngập, nhanh chóng phủ khắp người Ma Thiên Cương, trực tiếp bao vây lấy gã, kéo gã vào một ảo cảnh mông lung. Dưới khói đen bao phủ, Ma Thiên Cương lập tức cảm nhận được một cơn mê muội mãnh liệt đánh tới, tựa như gã vừa đặt mình vào một thế giới mộng ảo, hết thảy đều trở nên mơ hồ mông lung cảnh sắc chung quanh biến thành một đống hỗn độn, vặn vẹo mà không chân thực, phản phất như một bức tranh trừu tượng. Trong ảo cảnh mông lung kỳ ảo này, gã đang đuổi theo bóng dáng của vị tiên nữ kia. Nàng mặc một bộ áo trắng phiêu giật, mái tóc dài buông xuống như thác nước, trên người tản ra hương hoa nhàn nhạt. Hắn trông thấy bắp đùi trắng như tuyết của nàng, hệt như một khối ngọc thạch thuần khiết không tì vết, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mỗi bước chân của nàng đều mang đến tiếng gió xôn xao, phảng phất như âm thanh của tự nhiên vọng lại ma thiên cương đã bị dung nhan mỹ lệ của nàng hấp dẫn trong lòng tràn ngập dục vọng và mê luyến gã liều lĩnh đuổi theo nàng mà quên đi hết thảy thống khổ và khốn cảnh bên ngoài hiện thực dù gã biết đây chỉ là ảo cảnh nhưng giờ phút này tinh thần đã suy yếu không chịu nổi không thể chống cự cũng không muốn chống cự gã sa vào thứ ảo giác mỹ lệ mà mê hoặc ấy tha thiết cảm nhận được vẻ đẹp mê ly và khoái cảm vô hạn do thế giới kỳ ảo mông lung này mang đến. Trong huyễn cảnh mông lung, Ma Thiên Cương cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ lạ, phản phất như ý thức của gã vừa bị dẫn dắt đến một thế giới khác rồi. Ở trong huyễn cảnh kia, gã nhìn thấy mình đang ôm lấy một đôi chân ngọc, không ngừng lè lưỡi liếm liếm, một mực liếm đến tiên cảnh, khi ảo cảnh tiêu tán, Ma Thiên Cương tỉnh lại trên giường. Lúc này, gã mặc trên người một bộ áo sợi đầy một mạc, trước mắt là tiểu viện yên tĩnh, có một đứa hài đồng đang chuyên tâm luyện tập quyền pháp trong sân. Ma Thiên Cương cảm thấy khuôn mặt của hài đồng này có chút quen mắt, trải qua một thoáng hồi ức, rốt cuộc gã cũng nhớ ra, nó chính là nhi tử của gã, là nhi tử của gã và vị tiên nữ kia. Ma Thiên Cương đến gần hài tử, mỉm cười nói, nhi tử, đã lâu không gặp. Đứa nhỏ nọ ngẩng đầu, không chút khách khí nói, mau dậy, huyết thực độc trưởng, cho ta. Ma Thiên Cương trách cứ, hài tử, sao con không gọi phụ thân, nào ngờ đứa nhỏ kia lại lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, đừng nói nhảm, mau dạy ta đi. Ma Thiên Cương thở dài, gã hiểu khát vọng tu luyện của nhi tử nhà mình, chỉ có thể nhẹ giọng nói, được rồi, con đã là nhi tử của ta thì đương nhiên ta sẽ dạy nó cho con. Huyết thực độc trưởng, chính là tuyệt học do phụ thân tự nghĩ ra, chỉ cần con có được đồng tham con rết, lại đồng thời luyện thành, bách túc thiên thủ, kết hợp với huyết thực kịch độc là có thể thi triển huyết thực độc trưởng. Về sau này, ta được mấy vị cao nhân tiền bối chỉ điểm, mới ngộ ra ba đại tuyệt chiêu trong huyết thực độc trưởng, chúng lần lượt là thực huyết đao luân, thực cốt kiếm chỉ và thực hồn trưởng ấn. Đứa nhỏ nghe đến say sư chuyên chú, đến đây, nó lại sốt sắng hỏi, quy lực của ba chiêu này như thế nào, ma thiên cương thần bí cười cười, nói, ba chiêu này có uy lực vô cùng, chúng có thể phát huy huyết thực kịch độc đến cực hạn. dù con không phải tu sĩ có đồng tham con rết chỉ cần nắm giữ huyết thực kịch độc cũng có thể thi triển được ba chiêu này. đứa nhỏ tò mò hỏi như vậy phải làm sao mới có thể nắm giữ được huyết thực kịch độc? ma thiên cương thở dài thật sâu trên mặt mang theo một tia chua xót. hài tử con không biết lúc vi phụ còn trẻ đã từng ăn lầm một đóa hủ huyết ma hoa. khi đó huyết dịch trong người ta bắt đầu suy yếu sinh mệnh tràn ngập nguy cơ vì cứu ta, phụ mẫu của ta đã nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Tới cuối cùng, mẫu thân ta đã tìm được hắc ám thủy điệt, con đĩa hắc ám, rồi dùng vật này để kéo dài tính mạng cho ta, tuy vật ấy có thể kéo dài tính mạng, nhưng quá trình thay máu lại vô cùng thống khổ, ba ngày một lần sẽ có một phàm nhân huyết nô phải chết, để cung cấp máu cho ta, giọng nói của gã dần trở nên trầm thấp, trong ánh mắt để lộ một tia bi thương, ở ma gia, chúng ta không phải dòng chính, không có tài nguyên ưu tiên đương nhiên sẽ không dư tài nguyên để mua huyết nô liên tục. Như vậy, chúng ta chỉ có thể thoát ly gia tộc đến thành trấn của phạm nhân, vụng trộm săn giết phạm nhân. Tám năm sau, vào thời điểm phụ thân của ta ra ngoài săn giết phạm nhân, đã bị tu sĩ đi ngang qua chém giết. Đến khi đó, rốt cuộc nhà chúng ta cũng hết cách thu được huyết nô rồi. Vì kéo dài sinh mạng cho ta, mẫu thân đã dùng máu của chính mình tới thay đổi cho ta. Khoảnh khắc mẫu thân hy sinh, cuối cùng ta cũng được giải thoát. Ta hiểu rằng, vì tình yêu của mẫu thân mà ta phải thống khổ vượt qua 8 năm qua sống không bằng chết đó. Đến đây, ánh mắt gã trở nên sắc bén, sau khi mẫu thân chết đi, ta đã cắn nát con hắc ám thủy điệt kia, nuốt nó vào trong bụng. Vốn tưởng rằng lúc ấy, mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ai có thể nghĩ tới, chẳng những trọng bệnh của ta khỏi hẳn, mà trong máu còn có thêm một tia nguyên thủy huyết độc. Ta đã lợi dụng nó để cắn nuốt ngũ hành độc vật, cuối cùng cũng luyện thành huyết thực kịch độc. Đây là bí mật sâu nhất của ta, ngay cả gia tộc cũng không có tiết lộ. Hài tử kia nghe xong, chợt cao mày nói, ngay cả hắc ám thủy điệp, ngươi cũng dám ăn, không chết đúng là mạng lớn. Nhưng những gì ngươi từng trải qua có tính ngẫu nhiên cao quá, rất khó phục chế lại. Không sai. Đây là thứ lực lượng chỉ một mình vi phụ có. Tuy nhiên vi phụ có thể truyền nó lại cho con. Ma Thiên Cương kích động nói. Ma Thiên Cương khẽ đảo tay, trên tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Cả chống lưỡi chủy thủ sắc bén kia lên ngực nói, nguyên thủy huyết độc nằm ngay trong cơ thể ta, ta có thể truyền nó lai like cho con. Nào ngờ đứa bé kia lại lộ vẻ mặt kinh bỉ nói, huyết dịch trên người ngươi đã bị băng thi độc ô nhiễm, phải loại trừ băng thi độc mới có thể dùng được. Ngươi nhất định phải chịu đựng, đừng có chết đi. Được. Vi phụ nhất định sẽ chịu được ma thiên cương kiêu ngạo nói tiểu hài tử nọ tỏ vẻ lão luyện thành thục gật đầu tình huống hiện tại của ngươi cũng không dễ chịu đựng nhưng không cần biết như thế nào ngươi cũng phải kiên trì thêm một tháng nữa mới được chết đó đúng rồi hãy kể cho ta nghe về ba đại tuyệt chiêu ngươi vừa mới nói đi được ma thiên cương gật gật đầu gã bắt đầu giới thiệu về ba đại tuyệt chiêu mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực huyết đau luân thực cốt cốt kiếm chỉ thực hồn trưởng ấn. Ba chiêu này lần lượt là chiêu thức do ta dùng trưởng mô phỏng theo ba loại vũ khí, đao kiếm ấn, lại kết hợp với uy lực của huyết thực kịch độc mà thành. Chiêu thứ nhất, thực huyết đao luân, chính là vi phụ tự ngộ ra, xuất thủ lấy tay làm đao, hình dạng như đao luân. Chiêu thứ hai, thực cốt kiếm chỉ, chính là chiêu thức vi phụ lĩnh ngộ được sau khi nghe ma chỉ thái tuế chỉ điểm, xuất thủ lấy chỉ làm kiếm, có thể phát ra huyết sắc kiếm khí. Chiêu thứ ba, thực hồn trưởng ấn, chính là chiêu thức vi phụ tìm hiểu được sau khi nghe độc thủ lão nhân chỉ điểm, xuất thủ lấy tay làm ấn, thế đại lực trầm, nghiêng trời lệch đất, đứa nhỏ nọ tập. Trung tinh thần lắng nghe, trong mắt lóe lên một mảnh quan mang hưng phấn. Khi ma thiên cương giới thiệu xong, đột nhiên gã lại thở dài một hơi, nói, ba chiêu này của vi phụ uy lực vô cùng, đáng tiếc thời điểm đối chiến cùng địch nhân kia lại không có cơ hội sử dụng. Sau khi nói xong câu này, Ma Thiên Cương lập tức nhìn về phía đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này rất giống kẻ thù của Lý Thủy Đạo của mình, cả kinh ngạc hỏi: "Nhi tử, sao con lại giống Lý Thủy Đạo vậy?" Chẳng lẽ là tiên tử cổng ta trộn đứa nhỏ kia khoác tay áo, có chút không kiên nhẫn nói: "Để cho hắn ngủ, để cho hắn ngủ đi." Đột nhiên, một luồng khói đen bay tới, bao phủ toàn bộ thế giới kia, Ma Thiên Cương lại chìm vào hôn mê trong sơn động. Hạ Nhược Tuyết mặc y phục bằng lụa đen, tóc đen xõa vai, nếu mày hỏi, phu quân, nên làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mạch đập của Ma Thiên Cương, sau đó lấy một viên thuần dương tục mệnh đang giá trị xa xỉ từ trong túi trữ vật ra, đút vào trong miệng Ma Thiên Cương, hy vọng thứ này có thể xua đi âm hàng thi độc trong cơ thể gã. Hiệu quả thần kỳ của thuần dương tục mệnh đang lập tức hiện ra. Tuy hiện giờ mạch đập của Ma Thiên Cương vẫn còn yếu ớt, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Điều này đã đủ để chứng minh rằng, vật thuần dương có thể trợ giúp xua tan âm hàng thi độc trong cơ thể gã. Lý Thủy Đạo đứng lên, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói, nửa ngày trước, hắn vừa giao thủ với ta, tuyệt đối không để hắn qua đời như vậy được. Chúng ta chỉ có thể cho hắn ăn một chút thuần dương bổ dược để kéo dài tính mạng cho hắn. Thập toàn đại bổ tục mệnh thang là loại thích hợp nhất, dù rẻ một chút, lại có thể tẩm bổ tâm mạch. Hạ Nhược Tuyết nghe xong lập tức mở miệng đề nghị, Vậy dùng ít độc đang trực tiếp giải độc thì sao? Lý Thủy Đạo lắc lắc đầu, không được, tuy ít độc đang có thể giải độc cho hắn, nhưng đồng thời, nó cũng trừ khử hết huyết thực kịch độc trong cơ thể hắn, mà loại nguyên thủy huyết độc này vẫn còn tác dụng, nói không chừng trong tương lai, nó còn có thể thăng cấp lên tam giai. Hiện giờ chúng ta cứ mang hắn về trước đã, nấu một ít thập toàn đại bổ tục mệnh thang cho hắn, tạm thời duy trì tính mạng, bây giờ hắn không thể chết được. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu dược phòng, thiên trì phường. Chu Dương Tham, Kê Huyết Đằng, Hoàng Tinh, Lộc Nhung Cao, Thuần Dương Thảo, Long Lân Thảo, Kim Dương Liên, Cự Dương Tiên, Cẩu Kỷ Tử, Bảo Dương Hoa, 10 loại thảo dược hỗn hợp lại đun sôi lên, chính là thập toàn đại bổ tục mệnh thang đại danh đỉnh đỉnh. Tục mệnh thang chuyên kéo dài mạng người, bất kể là trọng thương hay trúng độc, chỉ cần uống thập toàn đại bổ tục mệnh thang này vào, ngay cả Diêm Vương có tới, cũng phải chờ một chút. Trong dược phòng, các y sư đã trộn 10 loại đại bổ vật nọ vào với nhau, rồi nấu thành thập toàn đại bổ tục mệnh thang. Loại thuốc này chẳng những có hiệu quả trị liệu rất tốt, giá cả còn rẻ, chu dương tham là loại đắt nhất trong số này cũng chỉ cần 30 tiền ngọc là có thể mua được, trong khi một thang dược liệu có thể nấu được 3 lần, tính ra một bát canh chỉ tốn 50 tiền ngọc. Hôm nay trong phòng bệnh có một vị khách thần bí, nhóm đại phu không thể tiếp xúc với đối phương. Người này được Lý Thủy Đạo, phường chủ của thiên trì phường đích thân đến trông coi, hẳn là hắn vô cùng coi trọng người này. Giống y sư đặt tục mệnh thang ở bên ngoài bức màn che màu trắng, sau đó rời đi. Xuyên qua bức màn che màu trắng nọ, có thể nhìn thấy một nam tử cường tráng đang bưng tục mệnh thang nóng hổi của mình, liên tục uống từng chén từng chén một, chừng nửa canh giờ sau, phường chủ lý thủy đạo và một thị nữ xinh đẹp dẫn theo một nam tử đeo mặt nạ trắng đi tới nhà xí. Lý thủy đạo và thị nữ xinh đẹp kia canh giữ ở bên ngoài nhà xí. Nam tử đeo mặt nạ nọ ở trong nhà xí đi cầu đi tiểu, hai người lý thủy đạo vẫn khăng khăng không rời, bảo vệ đối phương cực kỳ chặt chẽ, tự như sợ nam tử kia sẽ chạy mất vậy. Lý đại phu của hiệu thuốc cũng đến nhà vệ sinh một chuyến. Ông ấy tiến vào như thường lệ, nhưng vừa đẩy cửa nhà xí ra đã cảm thấy mùi trong này không đúng, chỉ tùy tiện hít vào một hơi, bản thân đã như một chiếc đèn đã cạn dầu, Sắc mặt trắng bệch bò từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. Nếu không phải nhóm y sư khác cũng cho ông ấy uống một chén tục mệnh thang, chỉ sợ ông ấy đã đã đi đời nhà ma tại chỗ rồi. Từ đó về sau, không một ai trong hiệu thuốc dám tới sử dụng cái nhà vệ sinh kia, nó đã trở thành nơi chuyên dụng của nam tử đeo mặt nạ trắng nọ. Nửa tháng sau, Lý Thủy Đạo bắt mạch cho Ma Thiên Cương, nói: "Không tệ, mạch tượng đã ổn định, băng thi độc đã biến mất gần như không còn rồi, cương thi chi độc không giống với ngũ hành chi độc." chỉ cần kiên trì phục dụng vật đại bổ, thân thể cường kiện, nguyên khí sung túc, thi độc sẽ bị sinh cơ hùng hậu trên cơ thể con người đánh tan đi. Mà ngũ hành chi độc lại hoàn toàn ngược lại, càng bổ càng mạnh. Có thể nói thập toàn đại bổ tục mệnh than chính là hốt thuốc đúng bệnh để trị liệu băng thi độc. Nhưng khí tức của hắn vẫn không thay đổi. Hạ nhược tuyết lộ vẻ mặt kỳ quái nói. Lý thủy đạo gật gật đầu, băng thi độc đã bộc phát ở phần trung tâm trong cơ thể hắn, trực tiếp làm tổn hại đạo cơ, đâu phải chỉ uống một chút tục mệnh thang là có thể bổ sung lại được, vậy hắn đã là phế nhân rồi, Lý Thủy Đạo gật gật đầu, lại lạnh giọng nói, đúng là hắn đã bị phế đi, hiện giờ hắn chỉ có hai giá trị, một là đi chết, để nàng hoàn thành nhiệm vụ bật đỏ, hai là cống hiến nguyên thủy huyết độc trong cơ thể, để cho ta nắm giữ một môn thần thông mới. Làm sao phu quân có thể nhét nguyên thủy huyết độc vào trong huyết mạch của mình? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo chỉ cười cười mà không giải thích, thay vào đó, hắn lập tức chuyển đề tài vừa rồi ta nhận được tin tức do viễn độ phi nha đưa tin đinh ngọc phượng nói sau khi ma thiên cương giao thủ với ta đến hiện giờ vẫn chưa hiện thân có khả năng ma gia sẽ phái cao thủ tới tìm ta gây phiền toái ý của phu quân là phải mau chóng xử lý không sai không thể kéo dài thêm nữa vậy nên xử lý hắn ở đâu thì thích hợp hơn lý thủy đạo suy tư một lát sau đó vẽ mặt lãnh khốc nói đoạn đầu sơn đoạn đầu sơn nằm trên một dãy núi u tỉnh thuộc hắc sơn vẻ ngoài của nó như một con cự long bị chặt đứt đầu không ngừng uốn lượn nằm sấp phía trên hắc sơn đại địa thế núi tại đoạn đầu sơn khá là hiểm trở vách đá trơn nhẵn như được đao gọt triều bổ trên vách đá dựng đứng kia lại mọc ra hàng loạt dây leo rậm rạp và kỳ hoa dị thảo tại sườn núi đoạn đầu sơn này có ba đại thế gia tu tiên theo thứ tự là đổng gia tiêu gia bao gia ở đoạn đầu sơn trên một chỗ bình đài ở lưng núi, đang xây dựng lầu cát. Nơi này không thuộc về bất cứ một chỗ nào của tam đại thế gia, mà nơi này có ba nhà cùng xây, bọn họ ở đây chuẩn bị xây dựng một phòng đấu giá. Gần đây cách đoạn đầu sơn không xa, thiên trì phường khai trương, mặc dù bởi vì chỗ vắng vẻ, nơi đó làm ăn không tốt, nhưng nghe nói hội đấu giá làm không tệ, mỗi tháng một lần hội đấu giá, đều có thể hấp dẫn không ít người. Đổng, tiêu, bao ba đại thế gia đỏ mắt nhìn nhà hàng xóm cũng chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá đi theo bọn họ kiếm chút tiền lúc này mấy tên tu sĩ thông linh cảnh đang giám sát một đám thợ thủ công xây dựng tòa lầu nọ bọn họ chọn xây lầu bằng gỗ theo kiểu truyền thống đúng lúc này một nam tử cường tráng chậm rãi đi từ dưới núi tới ánh mắt gã có chút ngây dại gã nhìn đám tiểu tu sĩ của ba đại gia tộc bên kia lập tức hét lớn ta chính là ma gia ma thiên cương khẳng định là những tiểu tu sĩ này đã từng nghe qua cái tên ma thiên cương kia rồi, nhưng chưa từng gặp được người thật, vì vậy mới nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự là ma thiên cương, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì, ma thiên cương nhếch miệng cười nói, ta tới giết các ngươi, giết. Ma thiên cương vừa nói xong đã giống như một kẻ lỗ mãn, trực tiếp vọt tới, gặp người liền giết. Gã nhanh chóng vung song chưởng lên, huyết độc phun trào trên song chưởng. Chưởng pháp của gã sắc bén vô cùng, mỗi một lần đánh xuống đều mang theo khí tức huyết tinh và độc tính đáng sợ đám tiểu tu sĩ hoảng sợ lui lại nhưng bọn họ không thể ngăn cản được công kích của ma thiên cương tuy lúc này ma thiên cương chỉ có tu vi thông linh cảnh nhưng nói gì thì nói gã cũng từng là người đứng đầu địa bản thực lực tuyệt đối vượt xa đám tiểu tu sĩ này chỉ trong nháy mắt huyết thực độc trưởng đã đánh trúng hai tiểu tu sĩ bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trên ngực còn lưu lại hai dấu huyết trưởng ấn đỏ tươi Thân thể bọn họ lập tức bị độc tố ăn mòn, ngã trên mặt đất, không còn một tia sinh cơ Những tiểu tu sĩ khác và đám thợ một đang dựng nhà đều kêu to, vội vàng chạy trốn Tiếng kêu thảm thiết và tiếng trên rỉ vang khắp đoạn đầu sơn Giết người rồi, cứu mạng, ma thiên cương giết người rồi, ma thiên cương điên rồi Ma thiên cương ức hiếp đám thợ thủ công chuyện làm việc cực khổ như chúng ta này ma thiên cương điên rồi. Tất cả nhóm tu sĩ tan tác như chim bay thú chạy, thi thể rơi lả tả dưới đất, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Song trưởng của ma thiên cương vẫn còn huyết dịch đỏ tươi nhỏ dọc xuống, khóe miệng gã khẽ nhếch lên, nở nụ cười như một kẻ ngốc, nhìn qua cực kỳ dọa người. Sau khi tất cả mọi người đều bị dọa lui, có một nữ tử dáng người thước tha từ trong đống cỏ lao tới, nàng đeo mặt nạ màu đen, mặc một bộ võ phục khô ráo nữ tử kia lập tức vương bàn tay trắng nõn như ngọc tới, đâm vào lưng ma thiên cương, huyết sắc quan mang chớp động, nhanh chóng tràn ra, bao lấy thân thể gã. Chờ đến khi huyết sắc quan mang thu lại, ma thiên cương đã biến thành một bộ xương khô rồi. Không lưu một chút dấu vết nào, hạ nhược tuyết thu bộ thi thể đã khô héo của ma thiên cương vào túi trữ vật, sau đó chui thẳng vào rừng, yên lặng rời đi, nàng không thể công khai phi độn. Làm như vậy, mục tiêu quá rõ ràng, sẽ bị người của ba đại gia tộc, Đổng, Tiêu, Bao, phát hiện. Đến lúc ấy, khi Ma Gia đi tới điều tra, một luồng phi độn màu máu hoặc là độn quan ngũ sắc đều sẽ làm Ma Gia chú ý, từ đó đưa tới phiền toái cực lớn cho thiên trì phường. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể chui vào trong rừng rậm, lặng yên rời đi, thư phòng, thạch lâu, thiên trì phường. Lý Thủy Đạo lẳng lặng ngồi trước bàn đọc sách, trong tay cầm một cuốn sách ngọc cổ xưa, hai đầu lông mày nhíu lại, lộ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Nhược Tuyết mặc một bộ võ phục bình thường mệt mỏi đi vào. Trên mặt nàng mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hưng phấn. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người Hạ Nhược Tuyết, lập tức mở miệng dò hỏi, "Thế nào rồi?" Hạ Nhược Tuyết lấy một hạt châu màu đỏ từ trong ngực ra, đưa cho Lý Thủy Đạo, trong giọng nói mang theo một chút vui sướng, "Đã luyện hắn thành huyết hồn châu rồi." lý thủy đạo tiếp nhận huyết hồn châu cẩn thận quan sát chỉ thấy hạt châu trên tay hắn không ngừng tản ra từng luồng hào quang màu đỏ như máu dường như bên trong đang ẩn chứa lực lượng vô tận hắn khẽ gật đầu hài lòng nói không tệ nàng làm rất tốt nên xử trí sự cố của hắn như thế nào lý thủy đạo lại mở miệng dò hỏi ta nhét bộ xương khô của hắn vào túi trữ vật đi tìm một sơn cốc yên tĩnh cách xa nơi phát sinh sự việc sau đó dùng huyết diễn hóa thành tro tàn hạ nhược tuyết giải thích nàng xử trí đống tro tàn đó ra sao ánh mắt lý thủy đạo trở nên sắc bén hắn tiếp tục truy hỏi hạ nhược tuyết tiếp tục nói trong sơn cốc có dòng suối nhỏ ta đã rải tro tàn của hắn xuống dòng suối nhỏ ấy cho nó trôi theo dòng suối rồi được lý thủy đạo lại một lần nữa mở miệng tán dương nàng làm hết thảy những chuyện này không bị người khác phát hiện chứ lý thủy đạo dò hỏi hạ nhược tuyết lắc đầu nói trước khi rời khỏi đoạn đầu sơn đi xử lý thi cốt ta không điều khiển độn quang không thể bị người phát hiện lý thủy đạo lại gật gật đầu sau đó hắn chậm rãi đứng lên nói với hạ nhược tuyết chuyện ở thiên trì phường sẽ giao cho nàng và chu hồng linh xử lý ta cần bế quan một đoạn thời gian nâng cao tu vi hạ nhược tuyết gật gật đầu nàng cũng mơ hồ biết được lý thủy đạo đang muốn làm gì chẳng qua bản thân rất hiểu chuyện nên không hỏi đến mà thôi. Hạ Nhược Tuyết xoay người rời khỏi thư phòng, để lại một mình Lý Thủy Đạo chìm vào suy tư. Hắn cầm huyết hồn châu trong tay, ánh mắt càng trở nên ngưng trọng, Lý Thủy Đạo cũng không nắm chắc tuyệt đối về chuyện tinh luyện nguyên thủy độc huyết, chỉ có thể thử một lần. Luyện đan đường, thiên trì phường Trải qua một lần tu sửa, luyện đan đường đã rực rỡ hẳn lên. Bên trong chia ra làm 8 cái hỏa thất, Mỗi một hỏa thất đều được trang bị đầy đủ các loại dụng cụ luyện đan, có thể cung cấp cho 8 vị luyện đan sư đồng thời tiến hành công tác luyện chế đan dược. Nhóm luyện đan sư của Lý gia, An gia và Chu gia đều tụ tập ở đây, dù vậy, vẫn có một nửa hỏa thất nhàn rỗi. Các hạng tiêu chuẩn của Thiên Trì phường đều quá cao, thuộc về loại hình tham đại cầu đa, tham lớn cầu nhiều, điển hình luôn phân phối vượt hạng ngạch. Tuy lúc này, nhìn cách phân phối như vậy có chút lãng phí, nhưng làm như thế hoàn toàn có thể lưu lại không gian phát triển cho tương lai lý thủy đạo đi tới hỏa thất bí ẩn nhất trực tiếp đóng cửa phòng lại bắt đầu bế quan luyện đan hắn muốn luyện chế viên huyết hồn châu của ma thiên cương thành hóa huyết ma đan mà trên lý luận này viên đan dược có thể trợ giúp lý thủy đạo thu được nguyên thủy huyết độc phải biết rằng muốn nhận được nguyên thủy huyết độc của ma thiên cương nhất định phải đi theo phương thức truyền thừa mà phương pháp truyền thừa ổn thỏa nhất lại chính là trực tiếp đưa máu của gã vào trong cơ thể con cháu nối dòng. Nhưng Lý Thủy Đạo không phải là thân nhân huyết mạch của Ma Thiên Cương, huyết dịch của hai người bọn họ không dung hòa. Bởi vậy, muốn nhận được nguyên thủy huyết mạch, chỉ có thể thông qua hóa huyết ma đan. Có lẽ dùng phương thức này, hắn sẽ có một nửa tỷ lệ nhận được nguyên thủy huyết độc. Lúc này, Lý Thủy Đạo mặc trên người một bộ áo bào trắng tinh. Chờ đến khi tâm cảnh hoàn toàn bình lắng xuống, hắn bắt đầu bày những loại tài liệu cần thiết để luyện đan theo thứ tự. Khuyết hồn châu, tử kinh hoa, long lân thảo, huyết can, mỗi một loại linh tài đều tản ra một luồng linh quan đặc biệt. Đột nhiên Lý Thủy Đạo mở to mắt, trong đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén dị thường, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vào túi trữ vật. Ngay lập tức, một chiếc đại đỉnh bằng đồng xanh đã chui ra, một mực bay lơ lửng trên không trung. Nó chính là Long hổ đỉnh. Phía trên thân đỉnh có rồng ngâm hổ khiếu, khí tượng uy nghiêm. Long hổ đỉnh bay lơ lửng trên địa hỏa, để luồng hỏa diễm đỏ thẫm kia bay tới, bao vây thân lô. Hoành. Lý Thủy Đạo trực tiếp đánh một chưởng tới, mở nắp đỉnh lò, chỉ thấy tay áo phẩy một cái, huyết hồn châu lập tức tiến vào luyện đan lô. Ngay sau đó, hắn điểm ra một đạo pháp quyết, dưới khống hỏa quyết dẫn dắt địa hỏa màu đỏ đậm nhanh chóng xâm nhập vào trong lông hổ đỉnh hỏa diễm mãnh liệt bao phủ huyết hồn châu trong lò lý thủy đạo hít sâu một hơi bắt đầu thúc giục lửa trong lò điều tiết độ lửa lửa trong lò hừng hực thiêu đốt trong lúc ngọn lửa không ngừng lay động huyết hồn châu dần dần mềm đi tản ra mùi máu tanh nồng đậm ánh mắt lý thủy đạo trở nên ngưng trọng hắn biết luyện chế hóa huyết ma đan cũng không phải chuyện dễ dàng cần phải nắm giữ độ lửa cực kỳ chính xác và kỹ xảo luyện đan. Chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua phần rìa của Long Hổ đỉnh, cảm nhận nhiệt độ cực nóng truyền đến từ thân đỉnh, khóe miệng mỉm cười, trong lòng tràn ngập tự tin. Theo thời gian trôi qua, huyết hồn châu dần dần bị hòa tan, hóa thành từng giọt huyết dịch nhỏ vào trong đỉnh. Đúng là lúc nên bỏ tài liệu phụ vào, Lý Thủy Đạo lại vỗ một chưởng xuống đỉnh lô, mở nắp lô, tay áo phất một cái, những loại dược liệu khác như Tử Kinh Hoa, Long Lân Thảo Huyết can đều bị hút vào trong Long Hổ đỉnh, trực tiếp trộn lẫn cùng một chỗ với vũng huyết dịch đặc sánh, đồng thời luyện hóa. Tử kinh hoa thơm ngát, long lân thảo chứa đựng khí tức cỏ cây, huyết can tanh hôi, tất cả chúng đều bị ngọn lửa nóng hừng hực trong luyện đang lô luyện hóa, Lý Thủy đạo điều chỉnh độ lửa, để cho nhiệt độ của hỏa diễm trong lò đạt tới trình độ thích hợp, mới có thể hoàn toàn rút cạn tinh hoa trong đống tài liệu phụ ra, theo thời gian trôi qua, phần tài liệu phụ dần dần bị hòa tan, dung hợp cùng huyết hồn châu biến thành một vũng huyết tương hết thảy các loại tài liệu đã hòa hợp làm một thể hỏa diễm trong lông hổ đỉnh bắt đầu biến hóa trở nên càng thêm nóng bỏng tản ra một luồng dao động năng lượng mãnh liệt ánh mắt lý thủy đạo cũng biến hóa theo trở nên cực kỳ nghiêm túc hắn biết đây là thời khắc mấu chốt cần phải nắm chắc độ lửa và năng lượng lưu động hắn lập tức vận dụng thủ pháp đặc thù trong luyện đan thuật lấy đó để duy trì độ lửa và năng lượng luôn trong trạng thái cân bằng cũng như để đảm bảo tinh hoa bên trong nhóm tài liệu phụ có thể hoàn toàn dung nhập vào huyết tương. Ngón tay Lý Thủy Đạo không ngừng bay múa, hỏa diễm quay cùng, năng lượng phun trào, cùng ùng kéo đến như thủy triều. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện chế hóa huyết ma đan, linh lực cuồn cuộn liên tục được rót vào trong đỉnh và dung hợp với linh tài. Tới cuối cùng, khi tất cả những loại linh tài đều được phân giải triệt để và hòa làm một thể, trong lòng Lý Thủy Đạo vô cùng vui vẻ. Rất nhanh sau đó, một viên đan dược tròn vo màu đỏ thẫm đã được hình thành trong luyện đan lô. Hắn nâng tay lên, một luồng linh quang bắn tới, viên đan dược màu đỏ như máu kia lập tức xuất hiện trong tay. Nhìn bề ngoài viên Hóa Huyết Ma Đan này bóng loáng như ngọc, bên trên lớp vỏ đan dược màu đỏ rực không ngừng tản ra mùi dược hương nồng nặc. Viên Hóa Huyết Ma Đan này được luyện chế từ tinh huyết toàn thân của Ma Thiên Cương cũng chính là viên đan dược có xác suất rất lớn sẽ khiến cơ thể người ta sản sinh nguyên thủy độc huyết lý thủy đạo trực tiếp ngửa đầu nuốt viên đan dược ấy vào trong bụng một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ bộc phát từ bên trong đan dược nhanh chóng dung nhập vào trong máu hắn huyết khí bắt đầu quay cuồng tinh huyết cuồn cuộn không ngừng hòa tan dung nhập vào trong cơ thể hắn thân thể lý thủy đạo từ từ bị một quần sáng màu đỏ như máu bao vây đột nhiên biểu cảm trên mặt lý thủy đạo thay đổi chỉ thấy tầng khí huyết đang sôi trào trên mặt hắn chợt lóe lên một vòng lục khí lý thủy đạo mở mắt trong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi không sao tin nổi bởi vì hắn trúng độc rồi nhưng hắn không trúng băng thi độc mà trúng hữu thực chi độc của cự linh độc hỏa lại nói lý thủy đạo thường xuyên sử dụng cự linh độc hỏa và long hổ đỉnh để luyện chế độc đan dù hiện giờ hắn không cần dùng độc hỏa tới luyện đan nữa nhưng bên trong kiện long hổ đỉnh này đã có sẵn độc tính rồi bởi vậy độc tính của đỉnh đã dung nhập vào trong đan dược hắn luyện đi tới đầu độc hắn cũng may loại độc này vốn thuộc loại ngũ hành chi độc không có ác độc như băng thi độc cửa luyện đang thất từ từ mở ra lý thủy đạo với sắc mặt tái nhợt chậm rãi rời khỏi luyện đang thất quá trình luyện hóa hóa huyết ma đan của hắn vừa đột ngột bị hủ thực chi độc tới cắt ngang và điều hắn cần phải làm ngay lúc này chính là đi giải độc Chờ giải độc xong mới có thể tiếp tục luyện hóa đan dược. Hiện tại, dược lực của Hóa huyết ma đan đang lắng động trong cơ thể hắn, giải độc xong lại luyện hóa cũng không muộn. Vừa rời khỏi luyện đan thất, Lý Thủy Đạo đã nhìn thấy vài luồng động quang từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng, uy phong lẫm liệt, không hề che giấu chút nào. Có sáu luồng động quang vừa buông xuống quảng trường trung tâm Thiên Trì phường. Năm luồng động quang trong đó trực tiếp treo ngân câu bên hông hiển nhiên những người này là thành viên của chấp pháp đường thuộc ngũ độc môn, trong khi một luồng độn quan khác lại chính là hải xà đạo nhân Lý Thiên Vũ. Giờ phút này, khuôn mặt Lý Thiên Vũ có vẻ nghiêm túc vô cùng. Một nữ tử mặc áo đỏ bước nhanh tới, lập tức ôm quyền nói, tiểu nữ là Chu Hồng Linh, quản sự thiên trì phường, ra mắt các vị thượng tiên. Một lão giả uy vũ trong nhóm sáu người này, trực tiếp lên tiếng hỏi, phường chủ lý thủy đạo của các ngươi ở đâu, Chu Hồng Linh có chút sợ hãi đáp, phường chủ đang bế quan. Đi gọi hắn ra đây. Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói. Chu Hồng Linh vội vàng nói, phường chủ đang bế tử quan. Vậy để ta đi gọi hắn. Hắn bế quan ở nơi nào? Lý Thiên Vũ lại mở miệng nói. Không cần đâu, hắn tới rồi. Lão giả uy vũ kia lạnh nhạt lên tiếng. Đám người bọn họ lập tức trông thấy Lý Thủy đạo lão đảo đi tới phường chủ thiên trì phường, Lý Thủy Đạo bái kiến Lý Thế Bá, bái kiến các vị thượng tiên. Sắc mặt Lý Thủy Đạo tái nhật, hữu khí vô lực nói. Lão giả cầm đầu quan sát Lý Thủy Đạo từ trên xuống dưới một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo, ngươi có biết tội của mình không? Lý Thủy Đạo nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại. Ta đã phạm phải tội gì? Một tên ngân câu vệ cao gầy đang muốn phát tác, lại bị lão giả uy nghiêm kia ngăn lại. Lão giả nọ miễn cưỡng nặng ra một nụ cười ôn hòa, mở miệng dò hỏi. Một tháng trước, ngươi đã từng giao thủ với Ma Thiên Cương, điều này có đúng không? Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Các ngươi giao thủ ở đâu? Lão giả tiếp tục hỏi. Khoảng 20 dặm bên ngoài Thiên Trì Phường. Lý Thủy Đạo trả lời chi tiết. Kết quả thế nào? Lão giả tiếp tục hỏi. Khụ khụ, sắc mặt Lý Thủy Đạo trắng bệch, ho khan hai tiếng, nói, ta không địch lại, bị đánh chạy mất rồi. Sau đó ngươi phái người đi giết hắn. Lão giả tiếp tục truy vấn. Không có. Lý Thủy Đạo vội vàng lắc đầu phủ nhận. Làm đốc vệ, bên trong thiên trì phường này vốn không có cao thủ, Thủy Đạo đã không địch lại, thì những người khác ở nơi này càng không thể chiến thắng thiên cương hiền chất. Lý Thiên Vũ Ông Quyền nói. Ngươi im miệng. Làm đốc vệ lạnh lùng nói lý thiên vũ lập tức ngậm miệng cẩn thận đứng sang một bên lý phường chủ ta trực tiếp nói cho ngươi biết ma thiên cương đã mất tích một tháng rồi trước khi mất tích hắn từng tới chỗ của ngươi còn có người tận mắt nhìn thấy ngươi giao thủ với hắn chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ ràng với ngũ độc môn chấp pháp đường lam đốc vệ chậm rãi nói lý thủy đạo nhíu mày hỏi ma đạo hữu vẫn chưa hiện thân sao chưa Lam Đốc vệ lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, căn cứ theo tin tức trong từ đường của Ma gia truyền đến, thì hẳn là hắn đã bị ngộ hại rồi. Ma Thiên cương bị sát hại ư? Làm sao từ đường của Ma gia biết được chuyện này? Lý Thủy Đạo lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần biết chuyện đó. Ánh mắt Lam Đốc vệ âm trầm nói. Nhưng nếu hắn còn sống, chẳng phải đã oan uổng người tốt rồi? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Lam đốc vệ hừ lạnh một tiếng, nếu hắn còn sống, sao có thể kinh động đến chúng ta, ngươi yên tâm. Hôm nay chấp pháp đường đã do bốn nhà chúng ta cùng quản, tuyệt đối không có chuyện vô duyên vô cớ đánh giết tu sĩ tiểu gia tộc. Chúng ta gọi Lý Thiên Vũ đi theo đến đây, để hắn là người làm chứng. Lam đốc vệ nói với người bên cạnh, khóa hắn lại. Một tên ngân câu vệ cao gầy lập tức cởi ngân câu bên hông xuống, khẽ vung tay lên, sợi xích bạc nọ chuẩn xác bay đến, quấn chặt thân thể lý thủy đạo ngân câu lóe ra hàng quang khóa lấy người hắn khiến hắn không thể nào động đậy được lý thủy đạo không dám nhúc nhích hắn biết câu liêm đao này có thể xuyên qua thân thể người nếu không phản kháng nó chỉ đơn thuần là khóa thân thể lại nếu dám phản kháng dù chỉ một chút thôi câu liêm đao sẽ trực tiếp xuyên thủng xương tỳ bà khiến người ta sinh tử lưỡng nan cùng lúc đó lý thiên vũ tiến lên cầu tình đâu cần phiền đến các vị đại nhân tự mình ra tay. Cứ để ta áp giải hắn đến chấp pháp đường, khẳng định là hắn không dám trốn đi đâu. Lam đốc vệ lạnh lùng nhìn Lý Thiên Vũ, trầm giọng nói, chấp pháp đường làm việc theo quy củ, đã bắt người, nhất định phải dùng đến ngân câu tỏa liên, người có thể ở một bên quan sát, nếu cảm thấy có gì không ổn, cứ tới chỗ trưởng môn cáo trạng. Lý Thiên Vũ cúi đầu, có vẻ bất đắc dĩ trả lời, Thiên Vũ không dám, chỉ hy vọng chân tướng có thể mau chóng trồi lên mặt nước, rửa sạch quan khuất cho Lý Gia ta. Làm đốc vệ không nói thêm gì nữa, bọn họ lập tức điều khiển độn quan rời đi. Lý Thủy Đạo bị ngân câu tỏa liên trói chặt lấy, khiến hắn trực tiếp hướng lấy gió trên trời, cảnh sắc vùng vùng chạy qua trước mắt. Lý Thiên Vũ theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập âu sầu và lo lắng. Lão nhìn Lý Thủy Đạo bị kéo đi trên không trung, không thể tự do hành động, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Nửa ngày sau phòng tra khảo, chấp pháp đường ngủ độc môn. Lý Thủy Đạo bị một nhóm câu liêm vệ vây quanh ánh mắt nghiêm khắc của bọn họ quét qua người Lý Thủy Đạo, dường như muốn tìm ra một chút sơ hở trong ánh mắt hắn. Quá trình tra khảo bắt đầu rồi, từng câu hỏi lần lượt đánh úp tới, đám câu liêm vệ kiên nhẫn truy hỏi từng chi tiết một. Bọn họ hỏi về địa điểm giao chiến giữa Lý Thủy Đạo và Ma Thiên Cương, lại hỏi về thời gian, quá trình chiến đấu vân vân quá trình tra khảo này kéo dài chừng hai canh giờ mới kết thúc đây là một cuộc giao phong trên phương diện ngôn ngữ và tinh thần mức độ kịch liệt của nó tuyệt không thua kém bất cứ hồi quyết đấu nào giữa lý thủy đạo và đám địch nhân thậm chí hắn còn phải dựa vào kiếm ý để ổn định tâm thần dù câu liêm vệ đe dọa như thế nào dù bọn họ chế tạo cạm bẫy trong lời nói ra sao lý thủy đạo vẫn ung dung ứng phó từ đầu đến cuối luôn duy trì sự tỉnh táo và bình tĩnh để áp đảo hết thảy mọi chiêu trò của đối phương bình tĩnh bình tĩnh tuyệt đối phải giữ tâm thế ổn định suốt cả quá trình mới có thể đứng ở thế bất bại. Lý Thủy Đạo khéo léo đáp lại mỗi một câu hỏi, khiến đám câu liêm vệ phải bó tay, không thể tìm ra sơ hở của hắn. Tới cuối cùng, đám người câu liêm vệ cũng ý thức được tình hình. Bọn họ không thể moi thêm được bất cứ manh mối nào từ trong miệng Lý Thủy Đạo nữa, chỉ có thể ngừng chất vấn. Lý Thủy Đạo bị dẫn đến một gian thạch thất, đợi chấp pháp đường xử trí. Muốn điều tra rõ chân tướng rất khó nói đến cùng ma thiên cương kia cũng bị đốt thành tro rồi ngay cả tro tàn cũng rơi xuống dòng suối nhỏ trong sơn cốc vắng vẻ nọ cũng may lý thủy đạo đã sớm có chuẩn bị phía sau chỉ cần bọn họ tra ra được vào hai ngày trước ma thiên cương đã từng xuất hiện ở đoạn đầu sơn còn đánh chết mấy tên tiểu tu sĩ thì hắn cũng thoát khỏi diện hiềm nghi rồi bởi vì hắn vốn không phải người cuối cùng từng gặp ma thiên cương trước khi gã chết đợi chừng một nén nhang cuối cùng cánh cửa sắt bên ngoài thạch thất đang giam giữ lý thủy đạo cũng bị mở ra lý thiên vũ bước vào bên trong thế bá lý thủy đạo vội vàng hành lễ ai lý thiên vũ thở dài nói chấp pháp đường đã thảo luận rồi bọn họ không kết luận ngươi là hung thủ đã sát hại ma thiên cương nhưng ngươi cũng không thể rửa sạch được hiềm nghi bởi vậy tạm thời ngươi vẫn bị giam giữ ở nơi này cho đến khi bọn họ ra rõ chân tướng mới thôi lý thủy đạo nhíu mày lạnh giọng nói chấp pháp đường này quá bá đạo ta đã phối hợp như thế bọn họ còn muốn bắt giữ ta lý thiên vũ thở dài nói vị thế của người ta mạnh hơn ngươi có thể làm gì được ở thời điểm bị giam giữ ngươi không thể mang theo túi trữ vật và túi cổ bên người thậm chí cả pháp khí nữa bất cứ loại pháp khí nào cũng không thể mang theo trên người đưa túi trữ vật vừa túi cổ của ngươi cho ta đi ta giữ chúng thay ngươi lý thủy đạo cao mày đành phải lấy túi trữ vật và túi cổ trên người xuống giao cho lý thiên vũ nói Thiên Vũ Thế Bá, nhờ người giao túi trữ vật và túi cổ cho nương tử nhà ta, cũng thuận tiện chuyển một câu giúp ta. Lý Thiên Vũ gật gật đầu, lập tức nhận lấy túi trữ vật và túi cổ của Lý Thủy Đạo, hỏi: "Ngươi nói đi." Vẻ mặt Lý Thủy Đạo cực kỳ nghiêm túc nói: "Xin hãy chuyển lời đến nương tử nhà ta, nói cho nàng biết nhất định phải tin tưởng tông môn có thể điều tra rõ chân tướng, bảo nàng không cần phải làm gì cả, càng làm càng sai, đừng lo lắng cho ta." lý thiên vũ trịnh trọng nhận lời được ta nhất định sẽ chuyển lời dùm ngươi sau đó lý thiên vũ rời khỏi thạch thất một gã câu liêm vệ mặc áo đen vốn thủ ở bên ngoài chợt tiến vào trong thạch thất ném một chiếc áo tù màu trắng đen cho lý thủy đạo tự thay đi đừng để chúng ta gặp phiền toái câu liêm vệ nọ nói xong lập tức đóng cửa sắt lại lý thủy đạo cởi bỏ y phục trên người chủ động thay bộ trang phụ của tù nhân lên lại nói đây cũng không phải lần đầu tiên lý thủy đạo giết một tu sĩ của ma gia năm đó khi còn là thông linh cảnh lý thủy đạo đã lén lút giết chết ma cửu anh để lấy được sông ngư du long kiếm rồi nhưng lúc ấy lại đúng vào thời điểm diễn ra cuộc nội đấu giữa bốn đại gia tộc lam hoa ảnh đã đứng ra chống đỡ tất cả ngay cả khi lam hoa ảnh trực tiếp ngăn cản tai ương thì tới cuối cùng đám người tương tuyết cũng phải gánh trách nhiệm mà gánh trách nhiệm chính là chết người của bốn đại gia tộc mà chết nhất định sẽ có người chung cùng Lý Thủy Đạo giao thủ với Ma Thiên Cương vào một tháng trước nhưng Ma Thiên Cương lại chết vào một tháng sau chỉ cần bọn họ tra ra chuyện Ma Thiên Cương từng xuất hiện ở đoạn đầu sơn vào hai ngày trước thì không cần biết như thế nào trách nhiệm này cũng không nên đổ vào đầu hắn ta đã thay xong rồi Lý Thủy Đạo bình thản nói cửa sắt lại mở ra hai tên Câu Liêm vệ mặc áo đen lập tức xông vào trong thạch thất trên tay bọn họ cầm theo một chuỗi gông xiền nặng nề hai người này không nói không rằng trực tiếp xông lên gắn gông xiền lên người lý thủy đạo lý thủy đạo lẳng lặng, lặng duỗi hai tay ra để cho hai tên câu liêm vệ nọ đeo gông xiền lên cổ tay của hắn sức nặng của gông xiền mang đến cho hắn một loại cảm giác bị trói buộc nặng nề chịu ảnh hưởng bởi chúng ngay cả pháp lực của hắn cũng triệt để bị phong ấn không thể vận dụng thật hiển nhiên bộ gông xiềng này là một kiện pháp khí, trong quá trình ấy, Lý Thủy Đạo vẫn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo và phối hợp. Phản kháng là vô nghĩa, hiện giờ hắn chỉ có thể thuận theo sự sắp xếp của tông môn, chờ đợi chấp pháp đường tìm được, kẻ gánh tội thay, mới. Đi. Một gã câu liêm vệ áo đen kéo theo xích sắc, nói. Lý Thủy Đạo đang đeo gông xiềng lập tức bị bọn họ lôi khỏi gian thạch thất. Cứ như vậy, Hai tên câu liêm vệ áp giải Lý Thủy Đạo rời khỏi chấp pháp đường, bay về phía chân núi, cửa vào Vạn Độc Thâm Nguyên, địa câu trại, Độc Long Câu. Lý Thủy Đạo thực sự không ngờ mình lại bị kéo đến nơi đây. Một tên câu liêm vệ áo đen cười lạnh nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lý Thủy Đạo, lập tức mở miệng giễu cợt, "Trước kia ngươi từng tới Vạn Độc Thâm Nguyên rồi?" Lý Thủy Đạo trả lời, "Trước kia ta từng tham gia Thâm Nguyên thí luyện." Một tên câu liêm vệ khác lạnh lùng bổ sung, lần này ngươi sẽ bị giam trong cấm bế nham động ở vạn độc thâm nguyên Lý Thủy Đạo không nhịn được hỏi, vậy tới khi nào ta mới được ra ngoài, câu liêm vệ thản nhiên trả lời, sau khi rửa sạch được hiềm nghi. Lý Thủy Đạo cười khổ nói, nhưng nếu mãi mãi không rửa sạch được thì sao, hai gã câu liêm vệ mặc áo đen mặt không biểu cảm, chỉ cười cười, không đáp lại. Đúng lúc này, trận pháp đi thông xuống thâm nguyên dưới lòng đất mở ra, Hai gã ngân câu vệ nắm thật chặt cánh tay Lý Thủy Đạo, trực tiếp phi độn xuống Thâm Nguyên tối tăm, trên người Lý Thủy Đạo chỉ mặc một bộ áo tù màu trắng đen, gông xiềng nặng nề đang trói buộc pháp lực của hắn. Hai tên câu liêm vệ đi cùng, mỗi tên cầm một đầu trái phải của sợi xích màu bạc kia, lôi hắn bay đi. Nơi này là Vạn Độc Thâm Nguyên, một thế giới chỉ có ánh sáng mờ nhạt. Rất nhanh, ba người bọn họ đã bay đến miệng núi lửa một dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm đang chảy xuôi xuống dưới. Nơi đây chính là địa điểm mang tính tiêu chí của vạn độc thâm uyên, xích diễm hạp cốc, nó cũng là nơi xa nhất mà tu sĩ thông linh cảnh có thể đi đến. Qua nơi này chính là vực sâu, chỉ có tu sĩ dung linh cảnh mới đủ tư cách thăm dò. Vào thời khắc này, Lý Thủy Đạo chợt quay đầu lại nhìn. Tại vị trí của hắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lối vào của vạn độc thâm uyên. Ba năm trước, hắn từng chôn 26 khối hoàng ngọc dưới cửa vào vạn độc thâm uyên tổng cộng là một vạn 3 ngàn điểm công huân một năm sau lý thủy đạo nói tin tức này cho đồng tộc lý gia nhưng bọn họ không đào được hoàng ngọc nghe nói là không nhìn thấy thanh kiếm làm ký hiệu ở vị trí chôn hoàng ngọc kia cũng bởi vậy mà đến tận bây giờ lý thủy đạo vẫn chưa có cơ hội tu luyện thái âm chỉ nhưng ở thời điểm hiện tại lý thủy đạo đã có thành tựu trên phương diện tu luyện kiếm pháp rồi có tu luyện thái âm chỉ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm hắn cũng không nóng lòng tu luyện điều làm lý thủy đạo buồn rầu nhất khi bị giam cầm trong vực sâu dưới lòng đất này chính là không thể nhìn thấy ánh trăng trong khi công pháp chủ tu của hắn là tiên thiềm khí lại nhất định phải tu luyện dưới ánh trăng và môn công pháp này chính là căn cơ cho tất cả tu vi của hắn không thể bị giam cầm ở nơi này quá lâu lý thủy đạo cao mày hy vọng chấp pháp đường có thể mau chóng phát hiện ra manh mối liên quan tới ma thiên cương vẫn còn một điều làm hắn khá là buồn bực nữa, đó là hắn căn bản không thể chủ động tiết lộ manh mối về chuyện ma thiên cương từng xuất hiện ở đoạn đầu sơn hai ngày trước, nếu không toàn bộ bố cục sẽ bại lộ. Chỉ có thể nhân cơ hội này đi tu luyện đạo pháp khác, làm như vậy mới có thể đột phá được. Trong lúc Lý Thủy Đạo đang âm thầm suy tư, hai gã câu liêm vệ kia đã đáp xuống đất. Bọn họ gắt cao lôi kéo hắn tới, đạp trên mặt đất, đi về phía trước. Một tên câu liêm vệ trong đó mở miệng giải thích, nếu phi độn trên không trung có khả năng sẽ gặp phải yêu thú phi hành nhị giai bây giờ pháp lực của ngươi đang bị trói buộc rất dễ trở thành mục tiêu của bọn chúng đi trên mặt đất càng an toàn hơn cấm bế nham động là nơi nào lý thủy đạo tò mò mở miệng hỏi là nơi giam cầm ngươi nó chính là một cái huyệt động bị phong bế chỉ có duy nhất một lối ra hai gã câu liêm vệ nói hai câu đơn giản rồi dừng hoàn toàn không có ý định giải thích quá nhiều trên thực tế bọn họ cũng chỉ biết có vậy thấy không hỏi được gì lý thủy đạo dứt khoát từ bỏ ý định tìm kiếm thêm thông tin chỉ có thể đi theo hai người bọn họ tiến về phía trước trên mặt đất cách mỗi trăm mét lại có một cái chậu than chiếu sáng lộ trình tiến về phía trước của bọn họ có một điều làm người ta khá bất ngờ bởi vì suốt cả chặng đường ba người bọn họ đều bình an vô sự không gặp phải bất cứ một con yêu thú hoặc độc trùng nào đi qua khoảng một hai dặm đường ba người đã đến phía trước một cánh cửa đá khổng lồ một gã câu liêm vệ thi triển phát quyết cửa đá từ từ mở ra hai tên câu liêm vệ lập tức lôi kéo lý thủy đạo đang đeo gông xiềng tiến vào bên trong cửa đá cảnh tượng trước mắt khiến lý thủy đạo kinh ngạc không thôi bởi vì ở một nơi như thế này lại có rất nhiều phòng ốc và không ít tu sĩ đều ở lại chỗ này thậm chí hắn còn nhìn thấy các loại cửa hàng như luyện đan đường luyện khí đường thật không ngờ bên trong vạn độc thâm nguyên lại có một cái phường thị nhỏ chẳng lẽ nơi này chính là thâm nguyên phường thị trong lời đồn lý thủy đạo tò mò hỏi đi mau hai gã câu liêm vệ gắt lên một tiếng sau đó lại tiếp tục kéo lý thủy đạo bước đi trên phố dường như cư dân ở nơi này hoàn toàn không cảm thấy hiếu kỳ với sự xuất hiện của bọn họ đi tới cuối đường ba người đã đến phía trước một tòa phủ trạch trên tấm biển của tòa phủ trạch này có ghi, nơi giam cầm. Sau khi Lý Thủy Đạo bị kéo vào phủ trạch, hắn vốn cho rằng ở bên trong là một tòa nhà, nhưng ai mà ngờ được, ở bên trong lại là một cái động đá vôi rất lớn. Ở chính giữa động đá vôi này có một cái đài cao. Và một lão giả với tu vi sâu không lường được đang khoanh chân ngồi, lơ lửng giữa không trung. Hai gã câu liêm vệ lập tức hành lễ vãn bối với lão giả nọ một gã câu liêm vệ đi tới bên cạnh lão giả, ôm quyền nói, chấp pháp đường yêu cầu giam giữ phạm nhân lý thủy đạo vào huyền huyệt chữ thiên, xin lão tổ hãy mở cửa của cấm bế động huyệt ra. Lão giả nọ mở to mắt, nhìn về phía lý thủy đạo đang nâng gông xiền trên tay lên, nói, người này khí tức bất ổn, bản thân đang bị trọng thương, tu vi cũng chỉ có nhị giai sơ kỳ. Nếu bị giam cầm trong cấm bế động huyệt phòng chữ thiên, chỉ sợ sẽ chết ở trong đó. Một gã câu liêm vệ nhỏ giọng giải thích với lão giả, Lão tổ, ngài có điều không biết, người này có thực lực kinh người. Tu sĩ thiên tài Ma Thiên Cương trong tộc chúng ta cần phải dùng tới vạn độc xuyên tâm mới có thể đánh lui được hắn. Hơn nữa, cái chết của Ma Thiên Cương có quan hệ rất lớn với hắn. Ý của tộc trưởng là thà giết lầm chứ không bỏ sót. Lão giả nhẹ gật đầu, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới nói, vậy cứ để cho hắn đi đi. Nói xong, lão giả lập tức giơ tay lên, một cái bi đá có khắc hai chữ, Thiên huyền, chậm rãi bị dời đi, để lộ ra cửa hang hướng xuống phía dưới. Hai tên câu liêm vệ nhanh chóng đi tới, cởi gông xiền trên người Lý Thủy đạo ra. Hành động này của bọn họ cũng không xuất phát từ lòng từ bi, chỉ vì ở trước mặt tu sĩ nạp hư cảnh, có bị trói buộc pháp lực hay không cũng như nhau cả thôi. Lão giả nọ không chút do dự nói với Lý Thủy Đạo, đi xuống đi. Lý Thủy Đạo nhìn về phía cửa động sâu thẳm kia, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đi tới. Sau khi hắn nhảy vào trong thạch động, lão giả vung tay lên, lại một lần nữa di chuyển tấm thiên huyền thạch bi nặng chừng vạn cân về vị trí cũ, sau đó lần nữa ngăn chặn lại lối ra duy nhất. Cự thạch trên đỉnh đầu bị chặn lại, trước người Lý Thủy Đạo là một cái hang động rộng chừng mấy mét đi thông đến vùng u ám thâm sâu. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, lối đi trên đỉnh đầu hắn chính là cửa ra duy nhất của hang động này rồi. Nghĩa là hang động này có dạng hình túi, và phía dưới chắc chắn là đường chết đương nhiên lý thủy đạo sẽ không chôn chân ở chỗ này mà không cần biết địa hình xung quanh ra sao nhưng hắn cũng không vội trước tiên phải giải độc cho bản thân cái đã để giải được kịch độc ăn mòn của cự linh độc hỏa vốn không cần giải dược bởi vì bản thân cự linh độc hỏa chính là giải dược rồi lý thủy đạo đã luyện hóa xong cự linh độc hỏa cũng lợi dụng loại độc hỏa này để tẩy luyện toàn thân đương nhiên hắn có thể hoàn toàn giải độc hiện giờ chính là thời điểm hắn quét sạch chút kịch độc còn dư lại đang tràn ngập trong cơ thể cũng thuận tiện luyện hóa dược lực của hóa huyết ma đan luôn không gian bên trong cấm bế động huyệt dưới lòng đất thâm nguyên này vốn là một khu vực tối tăm không có ánh mặt trời mà trên người hắn ngay cả một kiện hạ phẩm pháp khí cũng không có bởi vậy chuyện khôi phục thực lực đã trở nên đặc biệt quan trọng lý thủy đạo khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đã tọa hắn nhắm hai mắt lại chuyên tâm thúc giục công pháp. Theo công pháp vận hành, huyết quang bắt đầu lượn lờ trên người hắn, một luồng khí tức quỷ dị mà hùng hậu cũng nhanh chóng lan tràn. Sau khi tẩy luyện, độc tố của cự linh độc hỏa đã trực tiếp biến thành vô hình. Đồng thời, dược lực của hóa huyết ma đang vốn đang lắng động trong cơ thể cũng bị công pháp của hắn hấp thu và luyện hóa, nhanh chóng biến thành một luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Khí tức của Lý Thủy Đạo nhanh chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng trong máu của mình vừa có thêm một luồng lực lượng quỷ dị chẳng lẽ đây là nguyên thủy huyết độc trong lòng lý thủy đạo vui mừng không xiết lập tức muốn thử nghiệm luồng lực lượng này đột nhiên ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào chỗ sâu bên trong hang động tĩnh mịch này có một bóng người vừa bước ra khỏi vùng u ám ấy người này cũng giống như lý thủy đạo trên người gã đang mặc một bộ y phục tù nhân trắng đen dung mạo của gã tái nhật như tuyết đôi mắt thâm thúy như đêm để lộ ra một luồng khí tức âm lãnh trên mặt người này bị phủ kín bởi một tầng hoa văn dày đặc tu vi đã đạt đến dung linh cảnh trung kỳ ánh mắt sắc bén của gã vừa quét qua người lý thủy đạo lại lập tức để lộ ra một tia sát ý không thể dự đoán trước ngay khi cảm nhận được sát ý tỏa ra từ phía đối phương lý thủy đạo đã âm thầm vận băng thiềm ngạnh khí công ánh mắt âm u không chút yếu thế nhìn thẳng về phía nam tử này Người nọ quan sát Lý Thủy Đạo từ trên xuống dưới một phen, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Thuộc về gia tộc nào? Phạm phải chuyện gì lại bị nhốt vào đây?" Lý Thủy Đạo trả lời: "Ta tên là Lý Thủy Đạo, ta bị oan, tin tưởng sau khi rửa sạch được hiềm nghi, chấp pháp đường nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ta." "Ha ha ha ha, người nọ điên cuồng cười phá lên nói: "Ba nguỗng. Ai mà không bị oan nguỗng chứ?" "Nói cho ta biết." Ngươi đắc tội với nhà nào trong bốn đại gia tộc ma gia?" Lý Thủy Đạo trả lời. Người kia tiếp tục truy vấn, "Vậy ngươi là người của gia tộc nào?" Lý Thủy Đạo trả lời, "Ta là người của thần Mộc Thành Lý gia." Người nọ ngạc nhiên hỏi, "Thần Mộc Thành? Sao ta chưa từng nghe nói ở thần Mộc Thành có một cái Lý gia?" Lý Thủy Đạo giải thích, "Chúng ta vừa chuyển đến nơi này từ hơn 50 năm trước." Người nọ trầm mặt một lát, sau đó cảm khái muôn vàng nói, đúng là thương hải tan điền mà. Hóa ra ở bên ngoài đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, không biết tiền bối đã bị giam ở nơi này bao lâu rồi. Lý Thủy Đạo cẩn thận dò hỏi. Nơi này tối tăm không có ánh mặt trời, ai có thể biết được Xuân Hạ Thu Đông. Lão Phu đã sớm không ước lượng thời gian nữa rồi. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, người nọ trầm mặt một lát mới chậm rãi nói, Lão Phu tên Vạn Khải Thịnh, ngươi cũng khôi phục xong rồi hãy đi theo ta lý thủy đạo đứng dậy cảnh giác hỏi đi vào trong đó ư đến xa địa vạn khải thịnh giải thích đi xa địa làm gì lý thủy đạo tiếp tục dò hỏi tiểu tử ngươi nói nhiều thật đấy ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi mau bước đi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vạn khải thịnh nói xong lập tức dẫn đường đi về phía trước Lý Thủy Đạo thoáng suy tư một lát liền đi theo người này, bước vào bên trong hang động u ám kia. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một cái động đá vôi cỡ lớn. Bên trong cái động đá vôi này không chỉ có thạch địa bóng loáng, còn có cả sa địa nhỏ vụn, hạt cắt như ánh bạc, lại tản ra quang hoa lóa mắt. Sa địa như biển, thạch địa như cầu. Giải thích, sa địa là vùng đất hoang nhiều cát, còn thạch địa là vùng đất hoang nhiều đá, nghe, đất đá, với, đất cát, nó khó hình dung nên mình để nguyên từ Hán Việt. Đi. Luồn tay vào trong cát. Vạn Khải Thịnh dùng giọng điệu mệnh lệnh nói. Ha ha, ngươi nói luồn vào thì ta phải luồn vào sao? Lý Thủy Đạo cười lạnh nói. Việc này không phải do ngươi quyết định. Đột nhiên Vạn Khải Thịnh lộ vẻ mặt giữ tợn nhào về phía Lý Thủy Đạo. Băng thiềm hàng khí, một luồng khí tức lạnh như băng lập tức tản ra từ trên người Lý Thủy Đạo, nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một bức tường băng màu lam, chặn đứng công kích của Vạn Khải Thịnh. Hắc ảnh xà thủ. Vạn Khải Thịnh rống giận một tiếng, song trưởng vừa nhất, đã có trên trăm hư ảnh độc xà màu đen lập tức xuất hiện, đồng thời đánh về phía Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo toàn lực ngăn cản, thân thể của hắn bị hư ảnh độc xà quấn quanh, răng độc trong miệng chúng niên cùng cắn nuốt hắn, nhưng lực phòng ngự của băng thiềm ngạnh khí công, cực kỳ kinh người, khiến cho đám hư ảnh độc xà kia không thể nào tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với hắn vấn đề là hiện tại trong tay lý thủy đạo không có kiếm quá thiếu thốn phương thức công kích nếu chỉ mãi phòng ngự lâu dần sẽ sinh ra sơ hở vành một trưởng của vạn khải thịnh đã đánh bay lý thủy đạo tuy không phá vỡ được tầng phòng ngự của hắn nhưng vẫn đủ sức đánh bay hắn lý thủy đạo ngã sấp xuống mặt cát hắn vốn cho rằng mình sẽ nhanh chóng chìm vào trong cát ai ngờ hắn không hề chìm xuống. Thứ này không phải cạm bẫy cát chảy sao, ngay lúc Lý Thủy Đạo còn đang nghi hoặc, đột nhiên có một con côn trùng chui ra từ sâu trong lòng đất, cắn lên người hắn một cái. Hoành, băng hoàng khổng lồ lập tức nổ tung ra. Băng thiềm ngạnh khí công, của Lý Thủy Đạo trực tiếp phá công. Động quan màu bạc trên người hắn không ngừng lóe sáng, hắn trực tiếp phóng lên cao. Con côn trùng dài một trượng sau lưng đã bị đông kết thành cột băng sau khi băng hoàng nổ. Vạn Khải Thịnh lập tức lộ vẻ mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Lão ra tay nhanh như chớp, trực tiếp các con côn trùng đã bị đông cứng thành băng kia ra làm mấy khúc. Chờ đến lúc Lý Thủy Đạo rơi xuống đất, sắc mặt hắn biến thành màu xanh tím, đã trúng phải trùng độc rồi. Trăng nanh của con côn trùng kia quá sắc bén, chỉ cắn một cái lại trực tiếp phá vỡ được, băng thiềm ngạnh khí công, của hắn, quy lực tương đương một kiện thượng phẩm pháp khí. Cự trùng cắn nát tầng phòng ngự của hắn, còn rót nọc độc vào trong cơ thể hắn nhưng lúc này nguyên thủy huyết độc trong cơ thể lý thủy đạo lại nhanh chóng phát huy tác dụng nó trực tiếp cắn nuốt độc dịch của độc trùng khiến cho màu xanh tím trên mặt hắn từ từ biến mất phải biết rằng dùng nguyên thủy huyết độc tới cắn nuốt độc vật cũng phải trả một cái giá rất lớn nó sẽ tiêu hao huyết khí của bản thân nhưng lý thủy đạo vừa mới phục dụng hóa huyết ma đang xong huyết khí toàn thân vô cùng hùng hậu vừa vặn lấy ra để tiêu hao vạn khải thịnh ra tay nhanh như điện lão lập tức nắm lấy đầu con côn trùng kia nhổ hai chiếc nanh của nó ra hai chiếc răng nanh kia dài cỡ ngón tay hình dạng như châm nhỏ chúng cũng chính là hai cái răng độc đã đâm xuyên qua tầng phòng ngự của lý thủy đạo vạn khải thịnh vừa xử lý độc trùng vừa mừng như điên nói không ngờ ngươi còn có loại công phu này thật không tệ bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày ngươi hãy giúp ta câu một con độc trùng đi lý thủy đạo lắc lắc đầu nói một khi băng thiềm ngạnh khí công phá công muốn một lần nữa luyện thành phải phục dụng thái âm hàng băng đan, mà khẳng định là ở nơi này không có loại đan dược ấy. "Ồ, nói vậy là ngươi vô dụng rồi." Vạn Khải Thịnh ác độc nói. "Không, là ngươi vô dụng." Lý Thủy Đạo nói xong, đã chủ động phát động tấn công. "Ngươi đã không còn phòng ngự, vẫn dám ra tay với ta." Vạn Khải Thịnh cười nhạo một tiếng. Chỉ thấy một tay lão nắm độc trùng, chỉ dùng một tay vung tới, nên chiến với Lý Thủy Đạo bóng dáng hai người lần lượt giao thoa với nhau trong động đá vôi trực tiếp triển khai một cuộc chiến khốc liệt Vạn Khải Thịnh lại thi triển hắc ảnh xà thủ động tác thông dong nhẹ nhàng thoải mái không còn băng thiềm hộ giáp phòng ngự đám hư ảnh độc xà kia trực tiếp súng đến vô tình cắn xé nhục thân của Lý Thủy Đạo thậm chí còn cắn xuyên qua da thịt trên người hắn lưu lại miệng vết thương cháy đen nhưng Lý Thủy Đạo bên kia vẫn sải bước điên cuồng xông đến tựa như đã mất đi cảm giác đau đớn rồi chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên huyết khí tràn ngập bên trong vạn khải thịnh lập tức cảm thấy nhịp tim đập trong lồng ngực mình vừa gia tốc vốn lão chỉ giả vờ tức giận vậy mà lúc này cơn phẫn nộ lại thật sự dâng trào bay thẳng lên não bên kia bàn tay lý thủy đạo đã hóa thành một thanh huyết đao hung hăng chém tới thực huyết đao luân huyết đao chém xà ảnh màu đen thành hai đoạn lại trực tiếp bổ thẳng vào mặt vạn khải thịnh vạn khải thịnh chính là xà tham bởi vậy vừa thoáng thấy công kích lan đến gần lão đã nhanh chóng lui về phía sau linh hoạt đến tột cùng nhưng huyết đao lại nhẹ nhàng vẫy một cái vừa vặn chém trúng cánh tay đang cầm độc trùng của lão dư uy của đao quang màu máu trực tiếp đánh cho con độc trùng kia rơi xuống đất sau khi rơi xuống con côn trùng kia lập tức muốn chui vào trong cát vạn khải thịnh vội vàng nói con côn trùng này còn chưa chết ngay tại khoảnh khắc này Lý Thủy Đạo đã hóa trưởng thành chỉ, thi triển thực cốt kiếm chỉ. Chỉ thấy đầu ngón tay bắn ra một luồng kiếm khí huyết sắc, trực tiếp xuyên qua Yết hầu Vạn Khải Thịnh. Chiêu này vô cùng xảo quyệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhất kiếm phong hầu. Vạn Khải Thịnh lộ vẻ mặt kinh ngạc đến khó có thể tin nổi. Lão chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, chưa bao giờ nghĩ một kẻ vốn bị mình đè ra đánh, lại có thể phát ra một kích trí mạng như vậy. Ngay sau đó, Lý thủy đạo lật tay đánh ra một chưởng, dứt khoát thi triển thực hồn chưởng ấn. Một chưởng này thế đại lực trầm, kinh lực như hồng thủy phô thiên cái địa, ung ung đánh tới, nhanh chóng xuyên qua toàn thân lão, hung hăng đánh bay vạn khải thịnh ra ngoài. Vạn khải thịnh còn chưa tiếp xúc với đất cát, đã có ba con sa trùng nhỏ dài từ trong cát bắn ra, chui vào thân thể lão, cắn xé huyết nhục của lão. Thật hiển nhiên, khi bước vào mảnh sa địa này, chẳng những không thể đứng thẳng, ngay cả bay qua cũng không được, chỉ có thể đi qua cầu đá mà thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.